Xin chào quý vị khán giả, với đội ngũ biên tập viên chuyên nghiệp luôn mang đến cho quý vị khán giả những tin tức mới nhất trong 24 giờ qua về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Sau đây xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi những bản tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin ngày hôm nay của chúng tôi, mùng 3 tháng 7 năm 2023. Các bạn thân mến, Sáng nay lại thêm một thông tin gây sốc cho người dân đại lục. Cơn bão số 4 cùng một trận vòi rồng lốc xoáy lần nữa song kiếm hợp bích tấn công vào đảo Hải Nam của Trung Quốc, phá hủy hàng loạt khu căn cứ quân sự hải quân và không quân của Trung Quốc, thổi tung các tàu sân bay cỡ lớn cùng hàng ngàn con tàu đánh cá trái phép của Trung Quốc, gây thiệt hại vô cùng to lớn về người và của. Mời quý vị lắng nghe những bản tin chi tiết sau đây. Dẫn lời Taiwan News, ngày hôm nay mùng 3 tháng 7 năm 2023, vào lúc 5 giờ 15 phút sáng nay theo giờ địa phương, cơn bão số 4 sau khi quần thảo các tỉnh miền Nam thì bất ngờ quay đầu tiến về đảo Hải Nam của Trung Quốc. Dường như không hẹn mà gặp, cơn vòi rồng lốc xoáy từ ngoài biển Đông cũng ập vào ngay sau đó khoảng 45 phút. Theo Cục Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, đây là lần đầu tiên khu vực này hứng chịu thảm họa kép như vậy, với sức gió vô cùng khủng khiếp lên tới 220 km/h, giật cấp 17. Trong video mà người dân quay lại được, mưa to phủ kín bầu trời, sóng biển mạnh, biển động dữ dội, cấp 11-12, giật cấp 13-15. Kinh hoàng nhất là phía biển Đông xuất hiện cơn lốc xoáy khổng lồ, hình thành dưới một dạng vòi rồng lớn, tốc độ gió đạt 32 m/s. Chỉ chưa đầy 5 phút đã quét qua thành phố Hà Khẩu và các khu vực lân cận như Đông Phương hay các huyện tự trị dân tộc Lê Bạch Sa, Sương Văn, Nhạc Đông. Cơn lốc xoáy kinh hoàng đã thổi bay hàng ngàn tàu đánh cá trái phép của Trung Quốc đang neo đậu trên bờ. Kinh hoàng hơn là các tàu chiến hạng nặng cả ngàn tấn của Trung Quốc dùng để đi gây hấn với Việt Nam và các nước láng giềng cũng bị vòi rồng xé toạc và nhấn chìm. Ngoài ra, căn cứ hải quân Chu Lâm khổng lồ của Trung Quốc là nơi có hạm đội tàu ngầm, tên lửa đạn đạo, hạt nhân cũng như các tàu ngầm mà Tập Cận Bình cho đóng tại đây, trong phút chốc cũng bị phá hủy tan tành, khiến giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh đứng ngồi không yên. Mưa to gió lớn đã quật ngã cây cối, điện, đường, trường trạm, cột điện, nhiều phương tiện bị lật đổ, giao thông tê liệt, nhiều khu vực bị mất điện. Trong video, chúng ta có thể nghe được tiếng gió rít mạnh sởn cả gai ốc. Theo thống kê bước đầu, đã có 130 người chết, hơn 180 người bị thương. Nhiều ngôi nhà bị hư hại, nhiều địa điểm du lịch, resort và khách sạn sang trọng ở khu vực này trở thành hoang tàn. Nhiều thiết bị viễn thông bị hư hại và một số khu vực bao trên, kể cả bệnh viện cũng bị mất điện. Cảnh tượng ngổn ngang không khác gì ngày tận thế. Cũng trong sáng nay, các lực lượng cứu hộ đã tiến hành sơ tán khẩn cấp 850.000 người dân đến nơi an toàn vì biển động quá mạnh tạo thành những cơn sóng cao đến hơn 5 m. Cơ quan chức năng cùng một số người dân đã tiến hành chất hàng bao cát để đắp đê chống sóng biển tràn vào. Cũng theo cơ quan khí tượng Hải Nam, tuy nơi này trước đó cũng từng trải qua hơn cơn bão mạnh, nhưng thiệt hại do siêu bão số 4 và vòi rồng lốc xoáy này đổ bộ cùng lúc gây ra thiệt hại rất nặng nề, bởi đây là cơn bão mạnh với sức hủy diệt lớn nhất đổ bộ vào hòn đảo này trong một thập kỷ qua. Sức gió vào thời điểm bão đi qua giật mạnh với vận tốc 185-226 km/h, khiến toàn bộ trường học và hệ thống giao thông trên đảo phải ngừng toàn bộ hoạt động. Thưa quý vị, chứng kiến những siêu bão cứ lần lượt tàn phá Trung Quốc, các cư dân mạng bình luận rằng đây chính là nhân quả báo ứng dành cho giới chức Tập Cận Bình vì mưu hèn kế bẩn hòng xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước láng giềng về tay Bắc Kinh. Chúng ta hãy cùng chờ đến ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc bị sụp đổ hoàn toàn trước sự phẫn nộ của mẹ thiên nhiên. Theo nhiều trang báo quốc tế đưa tin, chính quyền Bắc Kinh có thể ngang ngược không công nhận phán quyết của tòa trọng tài về đường chính đoạn, nhưng không thể không khuất phục trước sức mạnh của thiên nhiên khi bão lớn đe dọa đến khu vực trọng tâm của Trung Quốc. Ngoài ra, sức mạnh của trận siêu bão có thể tàn phá thổi bay các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông, nguồn tin cảnh báo. Nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng những tai nạn thảm khốc do thiên nhiên gây ra trong thời gian vừa qua đang là nỗi ám ảnh, giáng mạnh vào tham vọng bành trướng lãnh thổ cũng như bá chủ của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông. Nơi đây, Trung Quốc đã cho xây dựng trái phép căn cứ quân sự và đặt trên trận địa tên lửa đất đối không. Diễn biến cũng như hướng di chuyển tiếp theo của cơn bão này chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật và gửi đến quý vị trong những bản tin kế tiếp. Kính thưa quý vị, xoay quanh thông tin chấn động liên quan đến những lời nguyền tử huyệt bắt đầu ám ảnh đất nước Trung Quốc khi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bất chấp hủy hoại tất cả, thậm chí chặt đứt long mạch ngàn đời Trung Hoa để cho xây dựng lên siêu đập Tây Ương Tam Hiệp.
chỉ để thỏa mãn tham vọng về những cái gọi là vĩ đại nhất. Tuy nhiên, đằng sau sự thỏa mãn đó là những mất mát không thể tính hết, đặc biệt là giáng số tai họa thảm khốc xuống đầu người dân đại lục kể từ khi con đập này mới chỉ nằm trên bản vẽ. Và những tai họa như thế tăng cấp một cách cực đoan theo thời gian, và những lời nguyền siêu đập đang hiện rõ trong thời gian gần đây khi hàng loạt những sự vụ lạ lùng kiểu như chiếu người của thế lực siêu nhiên xảy ra cho con đập. Ám ảnh nhất là sự xuất hiện của một con chim ưng màu trắng to lớn lao xuống đập nước Tam Hiệp. Ngay sau đó, động đất kinh hoàng xảy ra làm rung chuyển Tam Hiệp. Tất cả những thảm họa cũng xảy ra trong một ngày. Và diễn biến của vụ việc như thế nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi sau đây. Theo thông tin mà người dân Nghi Sương, Hồ Bắc kể lại, mới vừa qua, người dân còn hốt hoảng vây quanh đập thủy điện Tam Hiệp để chứng kiến hàng chục vòi rồng khổng lồ xà xuống hút cạn đập nước Tam Hiệp. Trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, thì vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm nay, 3 tháng 7 năm 2023, người dân nơi đây lại phải cho mắt chứng kiến dòng nước lũ âm ầm lao tới như một con thủy quái. Điều này đã khiến cho ban quản lý con đập phải quyết định xả lũ, thông báo trước để ngăn việc con đập bị vỡ. Người dân địa phương cho biết chỉ có Thánh mới biết được chuyện gì đang xảy ra cho Trung Quốc và cả con đập Tam Hiệp thời gian gần đây, toàn những điều kỳ lạ mà con người không thể nào lý giải. Theo thông tin cho biết, trận lũ cùng mưa to hàng trăm năm có một, sự xuất hiện của vòi rồng trở nên vô cùng hung hãn khi làm ngập nhiều nơi phía dưới hạ lưu, gây ra những mất mát về người và của không thể đong đếm được. Trong khi đập nước Tam Hiệp giờ đây đang như chiếc lá vàng đong đưa trước gió và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cũng theo những tờ báo quốc tế cho biết, hơn 18 giờ tối ngày hôm qua cho đến rạng sáng ngày hôm nay, khu vực đập Tam Hiệp xuất hiện những cơn mưa tầm tã, sấm chớp nổ liên hồi và dâng kín bầu trời giáng xuống con đập Tam Hiệp, và các khu vực xung quanh đó xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày hôm nay, một con chim ưng màu trắng to lớn xuất hiện bay trên con đập Tam Hiệp. Nó bay lượn vòng trên không trung, kêu lên những tiếng kêu lớn, tạo ra âm thanh với đầy đủ tử khí xa hàng trăm dặm. Cũng có nhiều người chứng kiến và cảm nhận được ánh mắt của nó phóng ra những tia lửa, và sau đó vùng vẫy bay lượn trên không trung. Nó rơi ngay xuống lòng hồ thủy điện và bị chìm dần. Sau đó chỉ vài phút đã xảy ra một trận động đất 5,7 độ Richter, làm cho khắp nơi xung quanh chao đảo dữ dội. Chưa dừng lại ở đó, nhiều loại cá, đặc biệt là cá sấu, cũng đã xuất hiện sau vụ động đất kinh hoàng khi chúng tấn công con người, gây thiệt hại và thảm họa kép cho người dân. Với nhiều lời bình luận, suy luận về sự tiếp tục diễn ra các hiện tượng kỳ bí này, khi liên tưởng đến bầu trời Trung Quốc xuất hiện những con chim trắng trong dự ngôn liên quan đến số phận của Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phải chăng là những ngày tháng cuối cùng của ông ta và chế độ này? Chúng ta hãy cùng chờ xem và những diễn biến tiếp theo của sự kiện đang gây ra làn sóng tháo chạy hỗn loạn cho người dân như thế nào. Trái với những việc diễn ra một ngày trước đó, khi lượng nước lớn đã bị vòi rồng hút bay lên trên không trung, như trong bản tin trước chúng tôi đã đưa, điều này đã khiến cho ban quản lý đập Tam Hiệp phải quyết định xả lũ thông báo trước để ngăn chặn việc con đập bị vỡ. Lúc này đã xuất hiện những mảng nước hình thành trên con đập, trong lúc các khu dân cư sống ở vùng hạ lưu không hề biết được hành động của ban quản lý, cũng như chưa lường trước hết được những hiểm họa đang rình rập chờ đón họ ở phía trước. Theo CCTV, thì một lượng nước đổ về con đập Tam Hiệp ở mức 53.000 mét khối trên giây, và đúng như dư luận đã nói, người tính không bằng trời tính, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Những gì xảy ra vào ngày hôm qua và rạng sáng nay chỉ là sự tiếp nối trong một chuỗi các sự kiện xảy ra thời gian vừa qua và ứng nghiệm với nhiều lời tiên tri dự đoán từ hàng ngàn năm trước có liên quan đến sự tồn tại và số phận của con đập tai ương tai tiếng này, khi nó được cho là gắn với sự tồn tại tồn vong của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Được biết, vì quá hoảng sợ và lo lắng trước đến tính mạng bản thân, thì nhiều người dân đại lục một lần nữa bất chấp những rào cản biên giới và sự canh gác cẩn mật của quân đội các nước để tìm đường tháo chạy sang các nước như Việt Nam, Đài Loan. Nhiều nguồn tin từ Bộ đội Biên phòng Việt Nam giáp với Trung Quốc cho biết, ngay biên giới tỉnh Vân Nam giáp với Việt Nam, đông đảo người dân Trung Quốc chủ yếu sống dưới chân đập Tam Hiệp. Dù các chiến sĩ biên phòng nước ta đã xua đuổi và cương quyết ngăn chặn không cho họ tràn vào, thì những người này quỳ gối van xin, thậm chí dựng cả lều bạt để qua đêm, không khác gì một buổi picnic dã ngoại, gây ra tình trạng hỗn loạn chưa từng có ở các khu vực biên giới. Theo thông tin được các chiến sĩ cho chặn cho biết, nhiều người đã trở nên phấn khích liều lĩnh đối đầu cơ quan chức năng
để xâm nhập bằng được vào lãnh thổ Việt Nam và đã bị bộ đội ta bắn thương có khi xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam. Hiện tại thì đại diện chính quyền Hà Nội đã gọi cho các vị lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu đưa công dân của mình về biên giới, từ biên giới trở về nhằm tránh cuộc xung đột không đáng có sẽ phát sinh những mâu thuẫn ngoài mong muốn, và những đám quân dân Trung Quốc này đang chờ đợi chính quyền Bắc Kinh đưa ra hướng xử lý. Họ cho biết khi nào chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc hứa sẽ chăm lo và hỗ trợ cuộc sống cho họ trước thảm họa thiên nhiên thì họ mới quay trở về. Còn không thì dù có chết nơi rừng thiêng nước độc giữa biên giới với các nước khác thì họ cũng không bao giờ quay trở về. Thưa quý vị, trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ tồn vong, quan chủ tịch Tập Cận Bình thì đang đứng giữa tình thế đối nội đối ngoại. Người dân Trung Quốc đều đang băn khoăn tự hỏi rằng phải chăng những gì xảy ra là những gì được nói đến trong tuyệt ngôn thiết bản đầu đồ. Ông Vương kể lại rằng năm 1951, trong lớp của họ có một cậu bạn học tên Lý Mỗ, cha của Lý là một tú tài đời nhà Thanh. Trong nhà ông có một cuốn sách thiên thư thiết bản đồ tiên đoán vận mệnh sau cùng của các triều đại, hơn nữa lại tiên đoán vô cùng chuẩn xác. Vậy nên các triều đại lịch sử đều liệt nó vào hàng sách cấm, tuy nhiên nó vẫn được lưu truyền bí ẩn ở dân gian, ông Vương nói. Những tấm hình khác thì nhóm của chúng tôi không mấy để tâm lắm, mà chỉ tập trung vào tấm hình sau cùng. Theo lời giải từ người bố của bạn học ấy, thì đây là đồ hình tiên đoán Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diệt vong như thế nào. Đồ hình rất đơn giản, trong bầu trời ở giữa hai khe núi với hai dòng nước cao, trước sau có bốn con chim màu đen đã bay qua và một con chim màu trắng bị tuột chết ở giữa sườn của ngọn núi bên phải. Máu phụt ra, còn tấm thân thì đang rơi xuống vách núi. Bên dưới tấm bản đồ viết dòng chữ con chim với bộ lông màu trắng bị đụng chết ở bên ngọn núi này. Vì sao lại gọi là thiết bản đồ? Bởi vì chính mỗi dự ngôn trong bức vẽ đều là thế cục định sẵn, vốn dĩ đã được an bài giống như những chiếc đinh đóng trên ván sắt vậy, không cách nào có thể thay đổi được. Trong bức tranh xuất hiện 5 con chim, nhưng tâm điểm này tập trung vào nhân vật cuối cùng, tức là con chim lông trắng. Điều trùng hợp là ký tự này sẽ thấy vũ kết hợp với chữ bạch sẽ tạo ra chữ tập, cũng chính là tên của họ Tập Cận Bình, viết theo chữ phồn thể. Con chim lông trắng ở vị trí thứ 5, nếu nhìn lại các thế hệ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thấy, ông Tập cũng chính là lãnh đạo nối nghiệp lần thứ 5, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình những năm 80 của thế kỷ trước, là thời trị vì của Đặng Tiểu Bình. Khi ấy lại là Tứ Xuyên có một cao nhân tiên đoán rằng sau thời ông Đặng thì thời của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ gói gọn trong bốn chữ Hồ Tập Cô. Sau này Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào lần lượt nối quyền, người ta đã không khỏi kinh ngạc, và khi ông Tập bước lên vũ đài chính trị thì không còn ai dám nghi ngờ lời dự ngôn ấy nữa. Vậy còn vô thì sao? Chữ vô này có thể hiểu là không có ai, hoặc cũng có thể hiểu là người lãnh đạo kế tiếp của họ đồng âm với chữ vô. Nhưng điều bất ngờ kể từ khi Đại hội Đảng lần thứ 19 năm 2017, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không xác định người kế nhiệm. Đến ngày 11 tháng 3 năm 2018, Quốc hội Trung Quốc chính thức gỡ bỏ các giới hạn về nhiệm kỳ và của vị trí lãnh đạo tối cao, cho phép ông Tập Cận Bình giữ chức chủ tịch hết cuộc đời. Điều ấy nói lên rằng có thể ông Tập sẽ là vị lãnh đạo cuối cùng, cũng tức là nối tiếp sau ông Tập sẽ không còn ai nối nghiệp nữa. Có ý kiến cho rằng bức đồ hình đã tiết lộ hai điều: một là Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ gặp đại nạn vào thời gian con chim lông trắng, và hai là hết thảy món nợ máu trong lịch sử sẽ liên lụy tới người đứng đầu. Tác giả Văn Hân nói: đứng trước xu thế to lớn của lịch sử, rồi việc Đảng Cộng sản Trung Quốc giấu là nhân vật trung tâm đứng ở đỉnh cao của nắm quyền lực tuyệt đối, thì không còn cách nào xoay chuyển thời cuộc. Với Đảng Cộng sản Trung Quốc mà nói, nếu không phải là người đào mộ cho nó thì chính là kẻ chết hơn nó. Ngoài ra không có con đường nào khác, tác giả nói. Bản thân đem lời biện ngôn đã được cất giấu trong lòng hơn 60 năm nay viết ra chính là muốn nói với hết thảy những người hữu duyên. Ngay trong chính thời khắc then chốt chuyển tiếp lịch sử này, thiện ác một khái niệm sống chết tiến lùi một bước định tương lai, mà sao mọi người có thể đưa ra sự lựa chọn đúng đắn, mong sao mọi người có thể có được một tương lai tốt đẹp hơn. Thông tin trên cũng đã kết thúc video ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi đa chiều của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin chào, thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.